sát ngay góc Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định là những cung đường huyết mạch của quận 3, trung tâm Sài Gòn. Một tòa nhà nổi bật được chào bán hôm nay có diện tích chiều ngang lên tới 10,35m và chiều dài là 11,35m. Với hình thế vuông vức, diện tích đất được công nhận trên sổ là 118,1m2 với kết cấu 8 tầng nổi, gồm một tầng trệt, một tầng lửng và 6 tầng lầu. Tòa nhà nổi bật từ xa so với các căn nhà liền kề khác với mặt tiền nhỏ hơn và chiều cao thấp hơn. Giá chào bán của tòa nhà này vào tháng 1 năm 2024 là 95 tỷ đồng. Đây là vị trí đắc địa nhất của tuyến đường thương hiệu Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Tại ngay góc này có khu căn hộ cao cấp Lehman Luxury Apartment và đối diện xéo với tòa nhà là tòa building ngân hàng BIDV sang trọng, càng tô thêm sự đẳng cấp tại vị trí này. Những tòa nhà có mặt tiền hơn 10m trên cung đường thương hiệu Nguyễn Đình Chiểu đã giao dịch gần đây, thì tòa nhà này sớm sẽ được giao dịch trong thời gian ngắn sắp tới. Tuấn Cao Villa, bất động sản cao cấp Sài Gòn.